Một mùa xuân mới nhiều niềm vui, nhiều mong ước đã đến. Hãy cùng lắng nghe đôi điều chia sẻ và mong ước của các bạn nhỏ với tôi tuổi teen trong xuân Canh Tí này. Tết này con mong muốn được lớn hơn và học giỏi hơn. Con mong là con có thể học tốt hơn. Con ước có một chiếc xe điều khiển. Con muốn được có đồ đẹp. Con muốn một bộ vẽ để vẽ. Con muốn mong muốn ba mẹ yêu hơn nhiều hơn. Con muốn ba mẹ mua đồ mới cho con. Con cũng mong muốn được nhận chiếc xe. Để con mua sách mới, tập vở, lại giày mới, đồ mới. Con học, tôi có hai cháu, tôi mong ước rằng là con tôi sẽ đạt được những thành tựu tốt nhất trong học tập, thì đạt được kết quả tốt đẹp. Mong cho con gái được là sức khỏe được dồi dào nè, học giỏi, và những cái mong ước của con gái là trở thành là hướng dẫn viên du lịch. Có một cái lời chúc đến tất cả mọi người là năm mới được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và mọi sự được thành công mỹ mãn. Hồ Chí Minh nói riêng và người Việt Nam nói chung. Một năm mới an khang thịnh vượng. Là chúc ba mẹ thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Năm mới con chúc mẹ nhiều sức khỏe để hai anh em con được ở bên mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều. Con muốn là ba mẹ làm ăn thuận lợi, có nhiều sức khỏe. Con chúc ba mẹ luôn luôn thành công trong cuộc sống, trẻ mãi không già. Và sẽ có nhiều tiền hơn. Con chúc ba mẹ nhiều tiền, may mắn, khỏe mạnh để nuôi con. Năm mới con muốn chúc mọi người an khang thịnh vượng, sống hạnh phúc với gia đình. Chúc mừng năm mới. Tôi đang ở một nơi xa xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sông phố. Cuộc đời tôi là những chuyến đi xa, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù trên vai có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Trên mái nhà từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về, đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sông phố. Cuộc đời tôi là những chuyến đi xa, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù trên vai anh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Trên mái nhà từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về, đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Yeah.
chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ rơi. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Trong không khí hân hoan chào đón một mùa xuân mới, hãy cùng trở lại với lớp học sôi nổi mới lạ của tôi tuổi teen. Tuần trước, một buổi học tưng bừng và hài hước đã mở ra. Quý vị khán giả hẳn còn ấn tượng với 8 bạn học sinh cực chất của tôi tuổi teen: Quang Anh, chững chạc; Mỹ Chi, vui vẻ, cá tính; Thanh Hải, chín chắn, sâu sắc; Ánh Dương, bản lĩnh, điềm đạm. Và hẳn sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến sự trở lại của 4 nghệ sĩ trẻ trong vai những người bạn học sinh cùng lớp. Con cách đi! Con cách đi! Gặp chó! Gặp chó! Đừng có! Kêu là! Câu đó là hết xuân này tôi nhớ xuân xưa. Vô bây giờ chúng ta sẽ làm quen với từng bạn nè, bắt đầu từ con nè. Dạ xin chào thầy Thanh. Cái giặt mặt thầy hoài nha biết con. Rất là vui khi mà ngày hôm nay học sinh Quỳnh Lập được quay trở lại với lớp học này. Và hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi giao lưu rất là vui nhộn và nhiều điều thú vị. Dạ. Rồi các bạn mặc áo da nóng gần chết, cái bên nói luôn đi con. Dạ con xin chào thầy Thành và tất cả các bạn trong lớp, đặc biệt là bạn mèo mới cắt tóc. Ủa? Tự nhiên cái đặc biệt cắt gì đó. Quang là phải nhớ mọi người. Quang tới cái bạn đặc biệt bạn mèo. Hôm bữa là tôi nắm đầu là rụng hết tóc đó, rồi phải đi cắt đó, tại lỡm chợp. Trời ơi, sao đàn ông mà đi nắm đầu cái là sao? Vinh quang gì mà khoe cái chuyện này ra. Bạn đúng là cá biệt luôn á, mình không chơi với bạn. Chứ gì nữa, đi học mà mặc đồ da. Sao đất bạn? Trời ơi trời, tụi nó coi thầy như vô hình vậy trời. Thầy giận quá con. Thầy giận quá, thầy đúng thầy lỡ. Dạ. Thiệt tình nè, bận cái áo da rồi nóng rồi cái nói tầm bậy bạ không à. Nó cũng bận áo khoác cho thầy. Áo khoác này không có da. Bận hai cái áo rồi thấy nổ điên rồi. Chứ bên kia bận áo len thầy không nói. Trời ơi. Nay con đi học bị cảm. Mẹ dặn phải mặc áo ấm giữ ấm. Quá trời. Đã cái mặt già nhất lớp, cái mặt cũ hơn cái trường nữa. Quả chịu ra tốt nghiệp mà cứ mặc áo len bởi vì con nóng không con? Hỏi thiệt. Hầm chứ không có nóng. Hầm. Rồi con giới thiệu với bạn con là ai đi. Xin chào các bạn, mình là anh Đức. Mình rất vui khi hôm nay được nói nghe nè, cái mặt con không đẹp lắm, con bớt nhõng nhẽo lại, con nói nghe con thường đi thiệt á. Hôm nay mình rất là vui khi được hôm đến đây cùng các bạn. Vui vẻ không vào, đi học vui vẻ không vào. Mình đang nói chuyện vui mà thầy nói mình phải nhắc cái cơn vui của mình. Sao con ngộ quá, con học sinh mà con cọc vậy? Nói chuyện hòa nhã bạn bè nè, hai ba nhã. Chào các bạn. Mời bạn Khải Như. Dạ, chào các bạn. Bẩm thầy. Dạ. Thầy mà làm như quan huyện vậy nó bẩm. Mà con mới về lớn mà con đeo bông tai hột xoàn bự vậy, đường ta ra ta dụ con sao? Không, con muốn quảng bá với mọi người là nhà con bán hột xà. Kêu mẹ bạn làm hội trưởng hội phụ huynh nha. Trời ơi, đúng rồi. Tôi là tôi thích có chức có quyền trong lớp lắm. Bây giờ mọi người bầu tôi làm cái gì đi? Lớp phó vệ sinh. Duyên nha. Có duyên quá ha. Rất hay.
duyên nhá. Mình cũng một nghề mà sao bạn dập mình hoài vậy? Dập gì, nó đúng rồi, thôi cái mặt này đi rồi. Tại vì trong lớp là có lớp trưởng, lớp phó phong trào, chỉ còn cái môn đó thôi đó bạn. Lớp phó vệ sinh là cái bà mà đi giặt cái đồ dẻ đi lau bạn phấn đó, bà biết không? Vậy không ra, nhưng mà cái chức vụ đó có đẹp không? Đẹp là được. Đội trưởng, đội trực nhật. Vậy không, con nghĩ là lớp phó bảo vệ môi trường. Nói vậy nghe nó sang, hay, nói này hay luôn. Trời ơi, hay quá. Kiểu gì là cũng lao lớp á các con. Rồi nói từ nãy giờ ba tên nó như một các con nha. Cảm ơn gái, gái đi học sòn bự. Một lần không hiểu là do còn lạ lắm. Xuân canh tí tỉ niềm vui. Ê, tắt nó ra, tắt nó ra. Xuân, xuân canh tí. Xuân canh tí. Xuân canh tí. Thấy trong lòng ta chưa già tối qua anh đào. Tường thuật lại cho cái đội này biết chuyện gì xảy ra. Bà này bà mới đọc được có nửa câu, bà kêu được vô giọng á. Ê, nó chưa xong. Bà này bà lanh bà chuyện rồi. Cách đi. Tự đẻ luôn câu nhớ xưa này nhớ xưa. Nhớ này nhớ xưa khi mình nói mà có chuyện nhiệt tình lắm thì dúng cha này, cha này nghe đúng nhiệt tình rồi. Ok, sao không sao. Gặp khó đừng có kêu ca. Gặp khó. Gặp khó đừng đừng đừng. Gặp chó đừng. Câu của con là gặp chó đừng có kêu la. Ủa? Gặp chó. Gặp chó. Bắt đầu từ ai mà gặp chó rồi? Nè, từ đứa này là chó nó ra rồi. Hai lần chưa hiểu là do đang tập làm quen. Lần ba vẫn không hiểu là do lỗi một thành viên. Đây, học sinh cá biệt lên đi. Muốn bớt cực nhọc, bây giờ phải học. Đúng rồi. Nhiễu loạn. Muốn. Mua. Mua. Muốn. Đúng. Đúng rồi. Muốn. Mua. 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 Bớt. Đó. Bớt. Đó. Bớt đi. Bằng. Mua bằng. Mình ồn. Nói nó nghe nó lớn lên vậy đó. Nó nghe nó không hiểu gì vậy trời. Gì chơi cho nói chọt chân tay thôi đó thiệt á. Bơi ta nói cho con nghe thạc quá con nói thiệt nghe đó. Bớt đi không bơi đó rồi xong ok buộc bớt đó ok hay quá bơi vô trong rồi ngon lần rồi chi đủ rồi thầy ơi ok giỏi nè. Bốn chữ cho nó chuyện cho nó chuyện nhiệt tình chứ thầy. Bốn mền thôi mình được rồi. Cái gì bốn mền đi lên rồi bốn mò. Bún bò. Mình bớt ồn lại. Chắc chắn là sai rồi. Mình về chỗ. Đi lên. Bún bò đi lên. Rồi. Cái bún bò đi lên là gì trời? Rồi, tới bạn. Bún bò. Bún bò. Bún bún bò. Okay. Thế thôi hả?
ơi, thích cái cách quan mang con ghê vậy đó. Nhỏ nó không tin luôn, bún bò đi lên. Cái gì vậy? Nhỏ bây giờ phải học bún bò đi lên cho bún bò vậy? Gấp đôi hả? Tại cái đoạn đầu nó rối quá. Quan gì tới bún bò? Trung thực dù đời cơ cực. Hả? Trung thực? Trung thực dù. Dù. Cái dù á. Dù. Đời. 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 Cơ cực. Chơ trọi. Cơ cực. Cực khổ quá. À, cực. Cơ cực. Đúng rồi. Trung thực dù đời cơ cực. Trung thực. Trung thực. Trung thực dù đời cơ cực. Trung thực gì gì đâm ai đâm vô ngực. Trung thực dù trung thực dù trung thực đời ơi cơ cực ơi trời cái gì mà nó đánh nó bơ vậy. Chính xác. Nhưng đến lần thứ tư, lần thứ năm thì sẽ vì lý do gì? Hãy cùng chờ đợi phản ứng của 8 học sinh trong hành trình tìm kiếm sự an ý với các thành viên trong đội. Quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Tôi Tự Tin và đây là vòng game. Thì bây giờ chúng ta chia ra làm hai đội hen. Đơn giản là chúng ta sẽ đứng bốn người thành một cái hàng ngang như vậy. Sau đó chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng gợi ý bên này. Thì bây giờ cái người đầu tiên á sẽ nhìn xong rồi nói là cho cái người thứ hai nghe là gì. Nhìn cái khẩu hình của ta, nhìn cái diễn tả ta biết câu đó là gì. Cái người thứ hai chuyện, người thứ ba chuyện, người thứ tư đọc lớn lên câu trúng là được điểm, không trúng thôi. Rồi, xếp hàng 4 đi. Đứa nào đứng đầu nè, đứa nào đứng đầu quan trọng lắm đó, phải truyền cho chúng á. Anh Đức, anh đứng đầu đi, em đứng cuối cho. Không, cái đứa đứng cuối mới quan trọng, mới đoán đúng á. Vậy hả? Vậy anh đứng cuối à? Cô cái chìa lớp không hết nữa. Bạn đứng cuối đi. Ok, mình đứng cuối. Bạn nhớ đón cho trúng nha. Bây giờ vậy nè, bạn đứng đầu nè, bạn Đức. Rồi. Xong tới nhỏ mắt kiến vô đây đứng thứ nhì, rồi nhỏ kia đứng thứ ba, nhỏ này đứng chót là hợp lý nhất nè. Bé Mai học bài về con nai. Bé Mai. Bé Mai. Bé Mai. Học bài. Học bài. Về. Về. Con nai. Con nai. Đúng rồi. Bé Mai học bài về con nai. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bé Mai. Bé Mai. Bé Mai. Bé Mai. Bé, bé. Bé Mai. Học bài. Học bài. Học bài. Học bài. Học bài. Về con nai. Về con. Về con nai. Con nai. Bé Mai. Bé Mai. Học bài. Học bài về. Về con nai. Bé Mai học bài về con nai. Chính xác. Rồi. Bạn này lên đầu con, bạn xuống chót. Được chưa? Vô. Cô Bảy. Cô Bảy. Lanh chanh. Lanh chanh. Phật xanh. Trời ơi. Ê, 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 ê. Cô Bảy. Cô Bảy. Lanh chanh. Lanh chanh. Thanh xanh. Chạy. Chạy nhanh. Vòng quanh. Vòng quanh. Cô Bảy lanh chanh chạy vòng quanh. Cô Bảy. Cô Bảy. Cô Bảy. Chạy nhanh, chạy nhanh. Vòng quanh. Quanh. Vòng quanh. Quanh.
vòng quanh. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, không. Cô phải chạy nhanh vòng quanh. Đúng yeah. rồi. Yeah. Đúng không? Cô bảy lắm mà. Ủa là sao? Em đâu là bị sai đó, là bị sai đó. Là sai đó, là bảy. Là sai đó. Bởi vì bà lên danh lắm á. Sao có cô bảy lên danh mà nói bà không lên danh. Thôi. Nếu đội còn lại mà chơi thắng được nhiều câu hơn thì cái phần thắng sẽ thuộc về cái đội đó. Rồi, xếp hàng 4 đi. Bắt đầu. Lên chợ. Lên chợ. Lên trời. Lên chợ. Lên chợ. Mua. Mua cái nồi. Mua cái nồi. Về. Về. Nấu. Nấu. Canh. Canh. Nếp. Canh bí. Canh bí. Lên chợ. Canh niêu. Mua cái nồi. Về nấu. Về nấu canh nếp. Đúng rồi. Lên chợ. Lên chợ. Lên. Lên trời. Lên trời. Lên trời. Cái nồi. Cái nồi. Nước sôi. Cái nồi. Cái nồi. Cái nồi. À cái nồi. Lên chợ mua cái nồi. Về. Quê. Quê. Lên chợ mua cái nồi quê để nấu. Nấu. Canh nếp. Canh nếp. Lên chợ. 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 Chợ. Mua. 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 Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Lên chợ mua. Mua chợ. Cái nồi. Cái nồi. Cá hồi. Cá hồi. Cá hồi. Cá hồi. Cá hồi. Cái nồi. Về mua cái nồi. Cá nồi. Cá nồi. Cơm nếp. Về. 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 Để. 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 Nấu. Cơm nếp. Thơm. Thơm. Đúng rồi. Nấu. Thơm. 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 Nếp. Bếp. Đẹp. Đúng rồi. Gì mà vô nghĩa vậy trời. Rồi sao đủ rồi. Thì cho con nhỏ tập trung lỡ nói nè, tội nghiệp nó lớn rồi. 2, 3. Đi chợ. Múa. Đã nồi. Về đẻ. Ờ con đẹp. Đi chợ. Múa cả nồi về đẻ con. Rất là logic và khoa học. Canh nếp. Này chú nấu mà đâu có cái gì mà liên quan tới cái câu hình đẻ đâu. Là nãy là nấu mà qua tới quan anh là nấu rồi đó. Đẻ. Lại từ đầu rồi, từ biết là nó đẻ rồi. Đúng rồi. Rồi, tiếp. Đây. Có. Chó. 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 Chó bên kia ra. Chó. Hay lên đằng sau. Chó. 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 Dạ. Chó. Ừ. Hoài Bảo. Chó lại bảo. Chó Hoài Bảo. À. Chó lại. Không lo. Chó lại. Chó lại bảo không cho. Không lo. Không lo. Không lo. Không lo. Không lo. Không. Chó lại bảo không lo. Không lo. Không lo. Liễu lão. Liễu lão. Lâu lâu. Đúng rồi. Cắt vậy á, cắt vậy á. Hey. Chó. 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 Lại bảo. Chó lại bảo. Chó nào bảo. Chó lại bảo. Không lông. Không lông. Lông. Chó. Chó lại bảo không cho. Ừ, lâu lâu dùng
chó lại bảo không cho nghêu ngao. Chốt chưa? Chốt, 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 chốt. Đó, 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 lại, nói lại. Chó lại bảo không cho nghêu ngao. Chó lại bảo không cho nghêu ngao là sao ta? Cái gì vậy? Cái gì đây? Chó là từ anh Quỳnh Lập. Chó thiệt mà. Đã vậy bắt đầu còn diễn tả nữa. Chó là anh cho em đúng không? Là em sao em có. Là sao mà người ta hiểu được cái đó trời. Bạn Băng Hải nói đúng. Băng Hải nói là có hoài bão. Mà bạn Lập nghe ra sao chó ngoài đảo. Chó Phú Quốc ngoài đảo hay chó gì? Đội của bạn Quỳnh Lập thua thảm hại. Thua thuyết phục. Không đúng một câu nào. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm khép lại trò chơi này để chúng ta đến với một chủ đề khác. Đó là phần tin học chất. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải đọc. Xin chào tất cả các bạn. Câu hỏi ngày hôm nay của thầy sẽ liên quan tới một chất có chứa trong chiếc bình này. Các bạn hãy giúp thầy xác định chất đó. Thầy sẽ gợi ý cho các bạn thông qua hai thí nghiệm sau đây. Thầy có chuẩn bị một quả bóng như thế này. Bây giờ thầy sẽ cho quả bóng này vào chiếc bình. Các bạn hãy quan sát hiện tượng. Các bạn có thể thấy quả bóng của thầy rất dài, nhưng khi cho vào bình nó dần thu lại. Bây giờ thì thầy sẽ lấy quả bóng ra và các bạn cũng hãy quan sát hiện tượng nhé. Các bạn có thể thấy khi lấy quả bóng ra khỏi bình thì quả bóng dần trở lại hình thù ban đầu của mình. Dựa vào thí nghiệm vừa rồi, các bạn hãy giúp thầy xác định chất bên trong bình là chất gì? Đáp án của thầy ở câu hỏi này đó chính là chất bên trong bình là nitơ lỏng. Nitơ lỏng là một chất rất lạnh, có nhiệt độ khoảng âm 196 độ C. Và do nhiệt độ lạnh như vậy nên nitơ lỏng có thể làm đông cứng hầu như tất cả các vật có chứa nước. Trường hợp cái bong bóng dài trong clip của thầy, theo như tính chất của sự giãn nở vì nhiệt thì khi mà một vật gặp lạnh nó sẽ co lại, còn khi gặp nóng nó sẽ nở ra. Nên khi thầy cho bong bóng vào trong bình chứa nitơ lỏng thì đột ngột bong bóng gặp lạnh sẽ co lại, còn lúc mà ta lấy bong bóng từ trong bình ra bên ngoài thì nhiệt độ bên ngoài nóng hơn nên bong bóng dần trở lại hình thù ban đầu của mình. Do nhiệt độ lý tưởng như vậy nên thường thì nitơ lỏng sẽ được dùng để bảo quản các dụng cụ y tế hoặc là các mẫu mô sinh học. Ngoài ra thì hiện nay thì thầy thấy người ta thường ứng dụng nitơ lỏng để thực hiện các món ăn vặt quen thuộc, ví dụ như là kem tươi nitơ lỏng hoặc là kem cuộn. Và hôm nay là một ngày đặc biệt nên thầy sẽ thử làm kem tươi nitơ lỏng ngay tại đây. Thầy sẽ đánh kem lên, em sẽ đổ từ từ nitơ lỏng vào, thật từ từ nha. Chúng ta sẽ tận dụng nhiệt độ âm 196 độ C của nitơ lỏng để làm đóng băng tức thời dung dịch kem này hả các bạn. Và đây là thành phẩm của chúng ta, thầy mời hai bạn dùng thử. Dạ, cảm ơn thầy. Ngon lắm á. Kem khá là giống cái cách đông lạnh thông thường đó thầy. Các em có thể thử làm tại nhà. Tuy nhiên nitơ lỏng là một chất hơi nguy hiểm nên khi làm các em cần có sự giám sát của người lớn. Xin chào tất cả các bạn. Trước khi bắt đầu câu hỏi, các bạn hãy cùng thầy theo dõi thí nghiệm sau. Thầy có chuẩn bị một cái hồ và một quả bong bóng. Bây giờ thì thầy sẽ thả rơi tự do quả bong bóng vào hồ. Các bạn hãy quan sát hiện tượng nhé. Các bạn có thể thấy quả bong bóng không thể rơi xuống đáy hồ mà lơ lửng trên mặt hồ. Bây giờ thì thầy sẽ thử lấy quả bong bóng bỏ ra ngoài mặt bàn. Quả bóng của thầy vẫn có thể chạm vào mặt bàn nha các bạn. Tiếp theo thầy có chuẩn bị một viên đá khô. Bây giờ thầy sẽ cho nước vào đá khô để tạo ra khí CO2. Thầy sẽ bỏ lớp khí CO2 này vào hồ. Các bạn có thể thấy khí CO2 cũng không thể rơi xuống đáy hồ mà vẫn lơ lửng trên mặt hồ. Để thực hiện được thí nghiệm này, thầy đã bơm vào cái hồ một chất khí có tên là SF6. Bây giờ là câu hỏi của thầy. Theo các bạn, thầy đã vận dụng tính chất gì của chất khí SF6 để làm hai thí nghiệm vừa rồi? Thầy có 3 phương án như sau. Phương án A, do nhiệt độ của chất khí thấp. Phương án B, do khối lượng mol phân tử của chất khí lớn. Và phương án C, do lực tương tác giữa các hạt yếu.
Bây giờ thì em đang cầm trên tay quả bóng mà thầy thực hiện trong thí nghiệm. Em thử thả rơi tự do quả bóng xuống coi nè. À, em thấy quả bóng rất bình thường đúng không nè. Bây giờ em sẽ thử thả vào trong cái hộp của thầy. Các em có thể thấy là quả bóng như thế nào? Quả bóng bay lơ lửng à? Nó không thể chạm được đáy hồ. Tại sao vậy? Theo em? Theo em là nó có một cái gì, giống như một cái chất khí nào đó, nó đẩy quả bóng lên. Trong hồ này có chất khí SF6. Và những phương án của thầy đó là: thứ nhất là do chất khí này có nhiệt độ thấp, thứ hai là do lực tương tác giữa các hạt yếu, và thứ ba là do khối lượng mol phân tử lớn. Thì theo các bạn là chất khí F6 này có tính chất gì mà có thể làm bay quả bóng này? Theo em nghĩ là có khối lượng mol lớn. À đúng rồi, chính xác đáp án của thầy đó chính là chất khí SF6 sẽ có khối lượng mol phân tử lớn. Khối lượng mol phân tử của chất khí SF6 là khoảng 146 gram trên mol. Nó so với không khí thì không khí chỉ khoảng 29 gram trên mol, có nghĩa là nó nặng hơn rất nhiều lần so với không khí. Bây giờ thì thầy sẽ cho các bạn dễ dàng hình dung hơn. Thầy sẽ tạo một lớp khí CO2. Các bạn có thể thấy là khí CO2 cũng không thể nào chạm vào đáy hồ. Và để các em hình dung hơn là cái chất khí này rất nặng và các em có thể thấy rõ hơn chất khí này, thì thầy có một cái thí nghiệm nữa. Đó là bây giờ thầy sẽ múc chất khí này và đổ vào những cây nến. Việc mà chúng ta làm tắt được ngọn nến này, một phần là do khối lượng mol phân tử lớn nên không khí này sau khi ra ngoài nó sẽ rơi xuống. Một phần nữa là do tính chất của chất khí này, nó là một chất khí không cháy, nó là một chất khí cách điện, nên nó sẽ được ứng dụng nhiều trong công nghiệp, là thường là sẽ được làm sử dụng vào các thiết bị điện, ví dụ như là máy ngắt điện cao thế hoặc là các thiết bị đóng ngắt chạm biến thế. Một phần thì đôi khi người ta sẽ trộn chất khí này với cái hỗn hợp khí mà cho vào lớp xe tải. Chất khí này sau khi vào lớp xe tải nó sẽ khuếch tán vào những khoảng không của vật liệu, giúp cho không khí bên trong lớp xe tải sẽ hạn chế di chuyển ra ngoài. Những bạn trẻ đã khiến cho các khách mời và ban bình luận ấn tượng bởi suy nghĩ và chính kiến của mình. Những cái bạn mà chọn yêu trong cái lứa tuổi mà còn đang đi học á, ít đưa cho mình cái chuẩn mực là để học, yêu để mà học giỏi hơn. Thường là yêu là tại vì thích thôi, chứ nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó về tâm lý lúc đi học. Đối với những bạn mà đang cùng trang lứa nè, cái tinh thần của tư duy của bạn còn rất là nhỏ và các bạn không biết thế nào là cái chuẩn mực. Đừng để mất bò lo làm chuồng. Tự nhiên có một người để mình muốn mua một món quà nhỏ mình tặng cho người ta, thì những cái đó thì nghĩ là tình yêu của người lớn thì nó sẽ không có được cái sự trong sáng giống như vậy. Nên là thay vì cấm, hãy hướng dẫn tụi con yêu thế nào là đúng, yêu thế nào là có chừng mực, và như thế nào là không sai. Nãy giờ lắng nghe á, thì thực ra mình cảm thấy rất là vui. Tại vì là các bạn trẻ đã có những cái lý lẽ thực sự là rất là thuyết phục. Mỗi một năm khi mình lớn lên, mình nhìn lại thì lúc đó mình mới biết được rằng ngay thời điểm đó mình có thật sự là yêu hay là không. Thì dù muốn dù không, chúng ta vẫn thấy rằng là cái tình cảm đó nó có phát sinh trong học đường, đúng không nè? Và tuần này, những suy nghĩ, chính kiến sẽ tiếp tục được đưa ra. Khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái là nguyên nhân cho những bất đồng. Nhưng chọn im lặng hay đối thoại? Như chủ đề đầu tiên thì mình nói là mình đang cần sự hướng dẫn của bố mẹ. Vậy tại sao khi bố mẹ đưa lời khuyên cho mình lại không nghe? Quý vị và các bạn đã trở lại với đêm gala của Tôi Tuổi Teen. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một cái phần trò chơi biện luận. Là chúng ta sẽ có một bên là đồng tình quan điểm đó và một bên là không đồng tình quan điểm đó để chia ra, và sau đó chúng ta sẽ có tổng kết lại. Thì hai cái người tổng kết chúng tôi đã mời đến đây, đầu tiên thì xin được giới thiệu một trong những người đã từng cực kỳ thành công trong cái việc diễn thuyết, thưa quý vị, đó là thầy Lê Thẩm Dương. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mời đến đây đại diện của nhà tài trợ chính của chương trình, đó là thạc sĩ Hoàng Hải Linh, giám đốc của ứng dụng học tập Kiến Guru. Thì bây giờ chúng ta đến với một cái chủ đề, tin chắc rằng cái chủ đề này nó còn gây tranh cãi hơn. Chúng ta đều đặt ra câu hỏi, cái trứng có trước hay con vịt có trước, đúng không nào? Chúng ta thường bức xúc khi bố mẹ nói cái gì mà mình cho rằng là bố mẹ không có hiểu mình, bố mẹ sai rồi, bố mẹ dùng cái quyền cha mẹ để áp đặt. Chúng ta hay bức xúc về chuyện đó. Nhưng bố mẹ cũng sẽ trăn trở rằng trời ơi, nó có biết cái gì đâu.
Vậy thì quan điểm ở độ tuổi teen, chúng ta nên nghe theo quyết định của bố mẹ hay nên thể hiện quan điểm cá nhân mạnh mẽ? Ai cho rằng mình có thể tự hiểu hết về ý thức trách nhiệm của mình? Qua bên trái. Còn ai nghĩ rằng là dù cho có ấm ức chút xíu đi chăng nữa nhưng vẫn nên nghe lời bố mẹ thì qua bên phải. Khó quá, cái này cái này con bị đợi giữa. Khó lắm, bởi tôi nó khó lắm. Lên lỡ cỡ. Mày ơi, cho ngồi ở giữa rồi. Kéo ghế ra bắt cái ghế ngồi. Em ý kiến trung lập quá. Ai mà cảm thấy mình luôn luôn sẽ tự đưa ra được cái phản biện mà mình chịu được trách nhiệm cho bản thân mình qua đây. Và ai nghĩ rằng là tuổi teen luôn luôn là bồng bột, vẫn nên nghe lời khuyên của bố mẹ thì qua đây. Nghe không? Nghe thì qua đây. Không, anh ơi em... Có mình chị á. Đi đâu luôn á, thật sự luôn á. Em đi về đi em. Thôi em sẽ ngồi đây nhưng mà em sẽ nói ý kiến của em. Vì sao chúng ta phải thể hiện quan điểm cá nhân mạnh mẽ? Em có một cái tuổi teen dữ dội về quan điểm cá nhân của mình. Khi mà có một vấn đề gì đó đối với gia đình của em là em sẽ ngồi trực diện với cha mẹ của em để mà nói về quan điểm của em, nhưng mà với cái cách nói chuyện thuyết phục chứ không có hỗn. Đó là cách mà gia đình của em giáo dục em là có vấn đề gì sẽ nói. Nên khi mà có chuyện gì thì gia đình em là người biết đầu tiên nhất. Và cũng may mắn là ba mẹ em luôn luôn nghe em. À không phải, ba mẹ em luôn có ý kiến và em tiếp thu cái điều đó. Em luôn suy nghĩ nhiều về điều đó và em thấy phù hợp em mới làm. Cha mẹ của em lại không... Em thật là may mắn khi mà cha mẹ của em không có áp đặt. Nên khi đối với em cái câu hỏi này á, nó làm cho em bị không biết phải qua bên nào. Khi mà có cái chuyện gì á thì cha mẹ sẽ nói với em cái điều đó và em sẽ im im lầm lì lì. Nhưng mà em mà có một cái gì đó suy nghĩ thì em sẽ nói liền. Có nghĩa là em với ba mẹ em ít khi tranh cãi gì nặng nề? Dạ không ạ. Câu chính thành nó là vẫn nên nghe lời khuyên của bố mẹ, đó là đúng không sai. Tại vì bố mẹ là những người đi trước. Như chủ đề đầu tiên thì mình nói là mình đang cần sự hướng dẫn của bố mẹ. Vậy tại sao khi bố mẹ đưa lời khuyên cho mình lại không nghe? Vẫn nên nghe, nhưng trong mình vẫn nên có một cái quan điểm riêng của mình. Và để mình so sánh xem mình đúng hay là cái lời khuyên của bố mẹ đúng hơn. Tại vì là ở cái thế hệ của chúng con và thế hệ của ba mẹ là hai thế hệ khác nhau. Nên trong tư duy, suy nghĩ cũng như môi trường về giao tiếp, các mối quan hệ nó cũng sẽ khác nhau. Sẽ có những việc mà ba mẹ đưa ra lời khuyên và muốn chúng con làm theo nó đã lạc hậu rồi. Và nó đã không có còn phù hợp với tụi con nữa. Cho nên là chúng con vẫn sẽ đưa ra ý kiến của mình và thuyết phục ba mẹ rằng là tụi con bây giờ đã khác với ba mẹ rồi. Theo ý kiến con nói á, là thế hệ của ba mẹ đã khác với thế hệ của tụi con. Cái ý kiến đó là Đức cho là sai. Ba mẹ mặc dù sinh ra ở thế hệ khác nhưng đến giờ này bố mẹ em vẫn sống và vẫn phải làm việc để thích nghi ở trong cái thế hệ và cái xã hội của tụi em bây giờ. Cho nên dù gì ba mẹ vẫn có những cái ý kiến để giáo dục và hướng dẫn cho em. Ở ngay một cái điều gì đó mình sẽ có chính kiến của mình, nhưng khi mình nghe bố mẹ mình sẽ có thêm một cái ý kiến của bố mẹ. Và từ đó mình tiếp thu, mình ghi nhận. Qua từng thời gian mình sẽ rút ra được như thế nào gọi là đúng đắn nhất. Chứ không phải là không nên nghe ba mẹ. Có thêm một ý kiến khác, người ta sẽ nói là như thế này. Trời ơi, rõ ràng trong thực tế là trong xã hội có những bố mẹ sai tè le, thiệt sự là sai. Rõ ràng là sai. Và cũng như bé nó nói đúng là rõ ràng là cái tư duy của họ bị cổ hủ, bị lạc hậu và bị hơi gia trưởng khi phải áp đặt con mình làm những điều nó không hợp lý. Như vậy thì bên này có ủng hộ cái điều đó hay không? Bản thân em thì em có rất là nhiều với mối quan hệ của các bạn cùng trang lứa giống như vậy. Và các bé cũng rất là ức chế khi mà cảm giác rằng là các bé không được sống với những gì mà mình muốn. Là bởi vì ba mẹ làm đúng một cái khuôn như vậy. Có nghĩa là có cái nhiều cái nó bị quá cái sức chịu đựng của một bạn đang ở một cái thời buổi và rõ ràng nó đang mở rộng dần ra. Thì giống như là câu chuyện của em hồi xưa, bản thân ba mẹ của em cũng không có áp đặt gì em hết. Nhưng mà bản thân em thì thích được làm nghệ thuật trong cái môi trường học đường. Lúc đó là ba mẹ cấm không cho em tham gia văn nghệ, cấm hoàn toàn cho tham gia luôn. Đối với em á, cái việc mà chúng ta cần tìm đó chính là có được cái sự chia sẻ về tâm lý. Và mình không có cãi ba mẹ để mình làm cho bằng được.
mà hãy chia sẻ rằng là hãy thử cho con làm xem sao. Không, nhưng mà em lại thích cái câu của anh Thành, đó là có những ba mẹ sai ràng ràng trước như vậy thì vậy quay ngược vấn đề nha, thì em sẽ chiến đấu tới cùng. Em là người sẽ chiến đấu tới cùng nếu như em biết phụ huynh của em sai. Bởi vì em nghĩ rằng người trong nhà, chỉ có người trong nhà mới bảo vệ được người trong nhà thôi. Và chỉ có người trong nhà mới đủ sức kiên nhẫn để mà thuyết phục những điều đó. Khi mà ba mẹ mình á, với lại mình thì ai cũng sẽ có một cái nhận định đúng và sai khác nhau. Mỗi con người đều như vậy chứ không phải là riêng ba mẹ mình với mình. Thì khi á, có một cái vấn đề xảy ra, ba mẹ nói ra cái ý kiến mà mình thấy sai hoàn toàn luôn, tốt nhất lúc đó thì mình chỉ nên lắng nghe thôi. Nhưng mà trong đầu mình cũng phải suy nghĩ cái hướng đúng. Ở cái độ tuổi teen và độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta nên nghe lời ba mẹ. Sẽ có những trường hợp ba mẹ sai đó, nhưng tại sao mình phải nghe ngay lúc đó? Khi các bạn chưa tự quyết định được cho cuộc sống của mình, mình đang phải ba mẹ còn nuôi ăn học, mình cứ nghe. Đến một khi mình có lựa chọn ngành nghề đại học, và lúc đó mình có thể tự đi làm, mình làm chủ cuộc sống của mình, mình cố gắng, lúc đó mình sẽ chứng minh lại cái quan điểm ngày xưa ba mẹ là sai đấy. Đến lúc đó hẳn chứng minh. Thật ra thì cái việc mà bố mẹ lo lắng cho con cái thì là việc rất là có lý, bởi vì là bố mẹ nào cũng muốn con mình được có một cái môi trường tốt, có một cái đường đời đi sẽ suôn sẻ và không phải gặp bất cứ một cái khó khăn nào. Nhưng mà khi mà bố mẹ sai ấy, cái việc duy nhất là mình phải nói, mình phải nêu ra được cái ý kiến và cái cảm nghĩ của mình, để làm sao mà khi bố mẹ nghe được cái ý kiến đấy, bố mẹ cũng là người có thể khắc phục được những cái gì mà bố mẹ đang suy nghĩ không được gọi là mới mẻ trong cái cuộc sống này. Theo con nghĩ thì khi mà mình càng tranh cãi nhiều thì cái việc sai của mình sẽ lòi ra nhiều hơn, hay là cái việc đúng của mình sẽ lòi ra nhiều hơn. Ba mẹ ở một cái thế hệ khác và lúc nào cũng sẽ có những cái suy nghĩ rất là khác mình, cho dù là mình có cố gắng mình giải thích cái ý kiến của mình như thế nào thì ba mẹ vẫn có một cái suy nghĩ cũ thôi, mình không thể nào thay đổi được. Việc tốt nhất mình có thể làm đó là mình lắng nghe ba mẹ. Con nói một cái trường hợp tích cực đi, là ba mẹ nói có lẽ là đúng, thì lúc đó mình sẽ ngộ ra cái chuyện đó là mình sai, mình phải nghe theo ba mẹ. Nhưng mà nếu ba mẹ sai hoàn toàn thì mình lắng nghe thôi, và mình phải biết trong đầu mình phải nghĩ ra cái hướng giải quyết và cái con đường đúng mình đi. Ví dụ cái này là rõ ràng nè, tới một dịp nào đó trong một cái buổi đi chơi, con muốn đi chơi với bạn con qua 12 giờ đêm vì đó là buổi sinh nhật, bố mẹ là không cho nó, con phải về nhà trước 11 giờ hoặc là 10 giờ dài đúng. Mình có lý lẽ của mình là đây là dịp sinh nhật của bạn, lâu lâu cho con qua 12 giờ một tí cho tụi con vui một tí. Nhưng bố mẹ nói đi đêm sẽ là nguy hiểm và tụi con sẽ làm những chuyện không ai biết được trước, bố mẹ yêu cầu con phải về 11 giờ. Rồi, ai đúng? Ai không đúng hết. Thì sao? Cái vấn đề đầu tiên là mình lắng nghe ha. Nhưng mà để thuyết phục ba mẹ thì phải để cho ba mẹ có cái niềm tin ở mình. Ví dụ như là bản thân bạn bè mình chơi mà ba mẹ nhìn vô toàn thứ tào lao bắt xế không thì làm sao mà mẹ cho mình đi qua đêm được. Có nghĩa chính bản thân mình phải tạo cái thói quen, cái điều kiện, cái hoàn cảnh cũng như là cái hành động cho những cái trước như thế nào, ba mẹ thấy rằng con tôi được nè. Chính vì vậy chúng ta phải có đủ cái nhận thức và đủ cái hành động cho cuộc sống xung quanh của chúng ta để tạo cái niềm tin với bậc phụ huynh, cái điều đó quyết định ở mình. Và cái thứ hai nữa, chính bản thân ba mẹ phải biến ba mẹ thành người bạn của mình, thì lúc đó ba mẹ đưa ra một cái lý lẽ nào đó mình cũng thấy cũng thuyết phục nè, cũng phù hợp với cái lại cuộc sống của mình nè, chứ không phải rằng là mọi người cứ khăng khăng một lập trường của mình thì mãi mãi nó ở hai thái cực không bao giờ mà chạm được với nhau. Thì đối với em á, bất kỳ cái chuyện gì á, đúng hay sai nó đều là tương đối hết, không có gì là tuyệt đối. Bây giờ nhiều khi nó đúng nhưng mà ở 2-3 năm nữa nó thành sai cũng có thể luôn. Khi mà mình xin ba mẹ một cái ý kiến nào đó thì mình hãy tiếp thu, sau đó rồi mình kết hợp với cái suy nghĩ của mình nói ra cho ba mẹ biết là con nghĩ như thế này là đúng nè, ba mẹ theo cái ý kiến của ba mẹ nữa thì ba mẹ thấy cái chuyện đó như thế nào. Tại vì có suy nghĩ của ba mẹ, có suy nghĩ của mình, để giải quyết một câu chuyện á, cho dù chuyện đó nó có đi sai đi chăng nữa thì nó cũng không sai quá đâu, nó cũng không có đi về một cái hướng mà cực kỳ tiêu cực đâu. Con có một cái ví dụ của bản thân con thôi. Một năm gần đây thôi thì bắt đầu bạn bè con bắt đầu đi chơi,
thì con cũng là những lần đầu tiên đi chơi đó, thì con mới xin ba mẹ là cho con đi chơi được không, đi chơi với đứa này nè. Thì ba mẹ mới nói nhưng mà đi chơi mà cho má đi chung được không? Ủa sao kỳ vậy, tại sao mình đi chơi với lại bạn bè mà thí dụ có má mình đi theo thì thứ nhất là mình sẽ cảm thấy không có tự nhiên với bạn bè mình, thứ hai là bạn bè nó sẽ nhìn vô mình, nó nói trời ơi nhỏ này kiểu như là công chúa đi đâu cũng có mẹ đi theo. Lần đó mẹ cứ nặng nặng đòi đi theo, thì lúc đó em mới cho mẹ đi một lần để mẹ biết được cái môi trường mình chơi là như thế nào và bạn bè mình tiếp xúc là những con người như thế nào. Thí dụ em đi cùng lắm là đi ăn, đi uống, rồi đi vô những cái trung tâm thương mại. Lúc đó mẹ em mới tin, và những lần đi chơi sau này mẹ em đã cho em đi. Và khi mà mình đi thì mình tới nơi mình nói à con tới chỗ này rồi nha, mình vẫn phải cho mẹ cảm giác an toàn là mình đến những nơi như thế nào. Chúng ta tạm thời gác cái này lại tí. Như vậy thì với chị thì theo chị nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Chắc mời anh Dương trước được không? Dạ, yeah, mời thầy. Ở đây 8 người, ở đây 3 là 11. Thì mỗi người có một hệ giá trị cá nhân. Hệ giá trị cá nhân là một thứ niềm tin, không ai lay được tôi đâu. Cho nên là ba má có một hệ giá trị, thế là ba với má hai hệ giá trị cãi nhau suốt ngày chứ đâu phải với con. Thế là con với cả ba là hai hệ giá trị, má với con lại hai hệ giá trị. Vậy thì khi ba má mà nói với các con là ba má muốn xoay chuyển cái niềm tin của các con về cái hướng niềm tin của ba má, mà các con thì muốn xoay cái niềm tin của ba má về phía mình, thành ra nó dẫn tới đại họa chứ đó. Thế vậy thì có nghe ba má không? Thế thì các bạn phải cố gắng là một là phải có kỹ năng lắng nghe. Nó có 4 kiểu nghe: nghe mà không nghe gì cả, nghe cục bộ tức là cái gì liên quan đến tao tao nghe, ba nghe toàn diện nhưng chỉ nghe bằng lỗ tai thôi, và nghe đúng nhất là nghe thấu cảm, nghe cả bằng lỗ tai cả bằng tim. Hãy luôn đổi địa vị là ba má thì tự nhiên mình thấy vấn đề nó nhẹ lại. Vấn đề thứ hai, nghe không nghe nhưng chỉ tranh luận những điều cần tranh luận thôi. Đằng này cái gì cũng tranh luận là không đáng. Bây giờ cái tiếp theo, ba má có thể học vấn thấp hơn mình nhưng mà chủ nghĩa kinh nghiệm nó có đường cong kinh nghiệm. Các bạn nên nhớ các bạn thiếu kỹ năng lắm đấy. Cho nên ở đây cấm tuyệt, bạn không được lấy hệ quy chiếu của mình để phán bố mẹ, cấm tuyệt. Và bố mẹ nếu hôm nay có bậc phụ huynh ở đây, cấm tuyệt không được lấy hệ giá trị của mình áp đặt cho người khác. Thế bây giờ vào tranh luận thì bạn giả sử bạn được tranh luận, nhưng mà bạn tranh luận thì bạn nên có thái độ tranh luận. Một, chỉ tranh luận những cái gì cần tranh luận. Hai, tuyệt đối bỏ cái thái độ dửng dưng, khinh bỉ, bất cần. Thì bố mẹ thấy mày đúng hẳn hoi như tao chơi mày sát ván. Và thứ ba là nguyên tắc tột cùng là bố mẹ phải hạ mình xuống làm người bạn lớn của con. Nhưng con ấy thì phải nâng lên làm bạn già của bố. Chứ còn bạn lại lấy tâm thế của bạn xong bạn lại dở thế. Thời buổi bây giờ nó phải thế này, chết đã. Và cuối cùng bạn phải quan tâm đến bất tín một tí cũng được, sửa sao. Nhưng mà bất hiếu mới bất nhân thì không chấp nhận được. Cảm ơn thầy, rất là thấu tình đạt lý phải không ạ? Rất là cảm ơn thầy Dương đã đưa ra được những cái định nghĩa rất là rõ ràng để chúng ta có thể hiểu về cái vấn đề về hệ quan điểm cá nhân. Vậy viết chị Linh chị nghĩ sao ạ? Chắc là mình xin phép đứng từ quan điểm của một người mẹ hai con. Và mình thì theo một cái triết lý dạy con là khá là tự do, tức là cho con lựa chọn. Và mình sẽ đồng hành và sẽ lắng nghe xem là con có những cái lựa chọn như thế nào và mình sẽ khuyên bảo. Từ thì cái đấy dẫn đến cái việc là con mình thì nó cũng khá là tự tin và nó luôn luôn có cái chính kiến riêng. Thế tuy nhiên là nó cũng có những cái hệ lụy nhất định. Bạn ý sẽ quá tập trung vào cái lựa chọn của mình, những cái quyền của mình và quên đi mất là cái trách nhiệm của mình là gì hoặc là cái quan điểm của người khác như thế nào. Kể cái câu chuyện đấy thì cũng để nói là đối với một người làm mẹ như mình thì cái việc làm cha mẹ là rất là khó. Thực sự là như thế. Chúng ta có trường dạy tất cả mọi nghề nhưng mà chúng ta không có ở đâu dạy cái nghề làm cha mẹ hết. Phải tự nhiên vừa làm vừa học.
cái đấy rất là khó. Thì để nói với các bạn, bố mẹ cũng là những cái người mà thực sự rất là trăn trở. Làm thế nào chỉ muốn tốt cho các con thôi. Nhưng mà có thể chưa biết đúng cách. Cái việc này cũng giống như việc mình đi làm. Thực ra bố mẹ mình cũng đang đi làm. Khi mà sống thì mình vẫn gọi là trưởng thành, đúng không ạ? Tức là hàng ngày mình vẫn học được những điều mới. Thì cái nghề làm cha mẹ á, hàng ngày bố mẹ cũng luôn luôn học được những điều mới. Cái câu chuyện nó đến từ hai phía, tức là bố mẹ cũng luôn luôn phải học và các con á cũng luôn luôn phải học. Đây cũng là cái lý do vì sao mà khi Kiến Guru tài trợ cho một cái TV show thì chúng tôi cũng gọi là mong muốn làm một cái show về teen. Tại vì chúng tôi muốn có một cái chương trình mà có thể kết nối được bố mẹ và con. Và chúng ta đều là những cái người mà vẫn luôn luôn là những cái người học tập trong cái quá trình làm con và làm cha mẹ. Cảm ơn chị ạ. Rất rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta đang có một cuộc tranh luận cực kỳ thú vị. Luôn luôn trong cuộc sống này không ai đúng và không ai sai cả, sẽ là hợp lý và không hợp lý mà thôi. Và bố và mẹ luôn luôn phải tìm cách để hiểu được con mình, làm bạn với con mình. Cũng như thầy nói, con phải luôn luôn biết cách để làm bạn già của bố mẹ, để làm cho bố mẹ tin được rằng là mình có đủ cái nhận thức để bố mẹ có thể an tâm về bản thân của mình. Như vậy thì nếu như ai cũng biết cách lắng nghe nhau thì đó là tuyệt vời. Ta từng vô tình lãng quên cảm xúc của cha mẹ. Đối với mình không có cần là mỗi ngày con phải đem điểm 10 về cho mẹ. Để là con sẽ có nhiều thời gian vừa giữ gìn sức khỏe, vừa có thời gian để vui chơi với gia đình. Chị muốn bé làm gì? Giành dược. Bây giờ hướng cho con đi thì con không chịu. Một cái đứa trẻ nó rất là lương thiện. Duy nhất một cái điểm mà khiến cái điểm đó khiến mình ngồi đây, đó là con không bao giờ có ý định là đi ra ngoài chơi. Chúng ta đã từng không đủ niềm tin để nói cho cha mẹ nghe những suy nghĩ của mình. Con chỉ muốn theo cơ hữu chuyên nghiệp. Dạ. Mà tại sao con lại nói rụt rè? Bố mẹ con không muốn hả? Kiểu như là cũng không thích cho lắm. Con vẫn cần mẹ giúp đỡ con, chứ không nên là đặt quá nhiều niềm tin vào con. Con vẫn cần mẹ quan tâm con hơn. Một lúc nào đó, đến với tôi tuổi teen, cha mẹ đã có dịp nhận ra, thì ra con đã lớn. Em nghĩ là cái ranh giới giữa cái thoải mái và cái ranh giới giữa sự lười biếng nó rất là gần nhau. Nên là em rất là sợ khi mà em để bản thân em vào cái sự lười biếng, em không muốn cái chuyện đó xảy ra. Khi mà con biết được mẹ bị bệnh á thì nó cũng buồn. Tất nhiên là con sẽ buồn, mới nghĩ là nó cũng vậy rồi, mình khóc thì cũng chả được gì. Nên là thì cùng với mẹ sống chung với bệnh thôi chứ cũng quá nên khóc nhiều. Học được cách mà kiểu như là người ta thích nói sao thì đó là chuyện của người ta. Mình sẽ sống vì hạnh phúc của mình chứ mình không sống vì niềm vui của người khác. Con có thể chấp nhận được cho mẹ mà. Cái gì con làm được thì ok con cứ làm. Tại vì có một đời người thôi mà, có một mẹ thôi. Hơn cả một chương trình truyền hình, Tôi Tuổi Teen đã lan tỏa, đánh thức và truyền tải những câu chuyện tuổi teen. Điều con sợ nhất nói với mẹ là chuyện về học tập, các chuyện trên lớp, chuyện bị điểm kém, bị thuộc hạng. Con sợ bị mẹ la, mẹ trách móc, một phần lớn là sợ mẹ buồn. Ít khi mà gia đình ăn cơm chung với nhau nên là ba mẹ với em không có thể hiểu nhau nhiều hơn. Khi mà có cuộc nói chuyện á, tình cảm từ trái tim đến trái tim thì chắc chắn rằng cái mối mâu thuẫn nào nó cũng sẽ được dàn xếp ổn thỏa. Con mong là ba mẹ có thể nhín một chút thời gian nói chuyện với con, tâm sự với con, có thể điều đó có thể làm cho ba mẹ biết con cần gì và hiểu rõ con hơn. Mình thấy cái chương trình tuổi teen này nó khá là thú vị. Mình nghĩ cái chương trình này nên thường xuyên hơn để các bạn nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó và tìm ra một cái cách ứng xử với ba mẹ nó hợp lý nhất. Mình theo dõi chương trình này cũng rất là nhiều lần rồi. Mình cũng là một phụ huynh thì mình hiểu là những chuyển biến trong tâm lý của con ở tuổi dậy thì nó sẽ như thế nào. Và khi coi chương trình này thì mình biết rằng là
tuổi tin ở cái lứa tuổi nào thì các con nó cũng sẽ có một điểm, đó là lúc nào các con cũng cần cái sự quan tâm của phụ huynh. Và cái điều quan trọng của người phụ huynh đó là hãy thấu hiểu con mình, hãy quan tâm đến con mình từng cái biến đổi chuyển biến nhỏ thôi. Mình cho là mình hiểu con nhưng mà thực ra là hiểu không đúng, hoặc là hiểu sai, hoặc là hiểu chưa tới, hoặc là hiểu theo cái chủ quan của mình, chứ không phải là đặt mình vào trong cái trường hợp của con để hiểu. Nên qua những cái chương trình như vậy thì chị thấy rất là bổ ích cho những người phụ huynh như chị, là có cái nhìn rộng hơn, rộng lượng hơn và đầy đủ hơn về con của mình. Quá vội để nói lời tạm biệt, nhân dịp đầu xuân năm mới, xin chúc cho những bạn trẻ đã từng đến với tôi tuổi tin, dù chỉ là cùng ngồi trò chuyện trong vòng phỏng vấn hay đã từng xuất hiện trong show, những bạn nhỏ đã tin tưởng gửi câu chuyện cho chương trình một năm mới nhiều bình an, nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng, luôn chủ động trong mọi ước mơ của mình. Và hẹn gặp lại trong một mùa mới của Tôi Tuổi Tin.